Xin mời các con đến với trò chơi nghe tiếng kêu đoán tên con vật. Bên dưới mỗi một bức tranh sẽ có hình ảnh một con vật. Các con hãy nghe tiếng kêu và đoán xem đó là con vật gì nhé. Đây là con gì? Con bò. Đây là con gì? Con mèo. Đây là con gì? Con chó. Đây là con gì? Con gà trống. Đây là con gì? Con vịt. Đây là con gì? Con chim.